Chợ Đồng Hồ và phụ kiện LV trân trọng kính chào và hân hoan chào đón anh chị em đam mê đồng hồ cổ xưa trong và ngoài nước đến với kênh YouTube của Chợ Đồng Hồ và phụ kiện LV. Hôm nay Chợ Đồng Hồ và phụ kiện LV xin giới thiệu đến các anh chị em mình ba chiếc đồng hồ Longines Automatic đến từ Thụy Sĩ, và ba chiếc này đều có đặc điểm chung là đính tròn. Chiếc thứ nhất là chiếc Longines Automatic, dòng này là dòng răng rai. Thì con này là Đờ mi tức là niền, và 4 càng là vàng đúc 14K, đáy inox. Đặc điểm của con này là size 30, con này là size 35. Cọc số 6, 9, 12, có đính là hai viên sòn đôi. Sòn này sòn xịn nha anh em, bởi vì anh em nhìn thấy nó rất là chiếu ha. Mặt con này là mặt xước kim loại, mặt con này thì là mặt đã được xử lý rồi nha ha. Mặt đã được xử lý rồi. Kim cọc rất đẹp ha. Khóa này thì con này là khóa rin của Longines luôn. Đây con này được cái là khóa rin luôn ha. Khóa thì mặt dưới nó hơi xấu một chút xíu nha anh em. Đây. Khóa rin thì hai bên thừa, anh em chú ý khóa rin thì hai bên hông á, hai bên hông nó có truyện thông tin rồi đầy đủ ha. Đây. Rồi mình xem lại ở dưới mặt đáy của nó. Đây con này là phiên bản kỷ niệm ha. Phiên bản kỷ niệm. Còn rất đẹp. Con này thì chạy caliber là máy in-house của Longines L980 ha. 28.800 dao động. Dòng máy cổ của Longines. Núm zin không logo. Núm này núm zin luôn nha. Đây thông tin rõ ràng à. 14K gold cap and lock ha, tức là cái niền và 4 càng là vàng 14. Đáy inox. Con này độ mới cũng còn rất là cao ha. Size to. Thường đồng hồ cổ size 35 là thuộc về dạng size to ha. Khóa riêng. Khóa thì mặt sau khóa hơi xấu nha anh em, mặt sau khóa nó hơi bị mòn ha. Còn mặt trước thì đẹp. Nhìn lại con này ha. Đây. Sáu, chín, mười hai là những viên sòn đôi. Bởi vậy anh em nhìn thấy là ánh sáng yếu nè. Còn nó sòn nó chiếu rất là đẹp ha. Rồi, con này có giá là 18.500 ha. Con này có giá là 18.500.
Chiếc kế tiếp, chiếc này thì là Longines Automatic. Dòng này là dòng gọi là dòng Admiral, hay mình còn gọi là dòng đô đốc 5 sao đó, hoặc là mình còn gọi nữa là đại tướng quân ha. Đây, mình thấy. Con này thì toàn thân bằng toàn thân là bọc vàng 10k. Đây, 10k gold fill nè. Đây, bọc vàng toàn thân còn rất đẹp nha anh em. Vỏ thường bọc vàng thì qua một thời gian sử dụng 40-50 năm thì nó sẽ có thể là bị mòn, nhưng con này chưa mòn ha, càng là còn rất là đẹp nè. Thường những cái vị trí ưa mòn nhất là những cái đầu càng hoặc là ở cái đáy, nhưng mà con này anh em nhìn thấy đáy còn rất là đẹp luôn. Đây, vỏ còn rất đẹp ha. Con này nấm nấm zin có cánh chim ha. Con này thì size 34 năm, chạy caliber là 507 in house của Longines ha. 507 thì con này là lịch lịch bấm, thì anh em mình thấy dòng Omega thì nó có lịch giật, còn ngược lại thì Longines thì nó có lịch bấm ha. Ví dụ như đang ngày 14 nè, mình bấm vô thì nó sẽ nhảy lịch, nó gọi là cài lịch nhanh đó. Đó, bấm vô 15, bấm vô 16, bấm vô 17 ha. Đó, thì mình gọi là lịch bấm đó. Thì mặt con này cũng đã gọi là mặt đã xử lý lại, tức là mặt đã vẽ lại nha anh em, chứ không phải mặt green ha. Và có đính là 6 sòn, và sòn này cũng là sòn xịn ha. Rất đẹp. Con này thì khóa linh kiện thôi chứ không phải là khóa riêng. Thì con này cũng có giá là 18 triệu 500 ha. Con này cũng có giá là 18 triệu 500. Chiếc kế tiếp là chiếc Longines Ultra Long, hay là mình còn gọi là dòng sấm sét đó, thì nó có cái logo của nó giống như là cái tia sấm nha anh chị. Thì mình gọi là dòng sấm sét. Thì đặc điểm của con này thì con này là size 35. Bọc vàng toàn thân cũng là bọc vàng 10k. Con này thì là dây zin của Longines luôn. Con này dây còn rất đẹp ha. Đặc điểm của con này là cọc số chẵn là cọc số học trò, cọc số đúc luôn nha anh em. Anh em nhìn thấy cái logo Longines, logo sấm sét và những cọc số là đúc 3D. Đây, 3D thì mình nhìn thấy nó nổi lên trên khỏi cái mặt số. Đó, và con này được cái mặt riêng nha anh em, mặt riêng, bởi vì mặt riêng mình nhìn thấy nó rất là đẹp nè. Đó, mặt riêng này nhìn nó mịn và nó bắt sáng tốt ha. Con này thì cũng đính là 5 sòn, cọc số ở cọc số 1 5 7 9 và 11 ha.
Đây, bọc vàng toàn thân 10k. Bọc vàng còn rất đẹp nha. Đây, 10k con phiêu ha. Bọc vàng còn rất đẹp. Con này thì cũng là phiên bản kỷ niệm nha, phiên bản kỷ niệm. Bọc vàng không bị mòn ha, vỏ còn rất đẹp. Dây phá rin của Longines luôn. Bóc khóa cài còn rất là đẹp. Đây. Rồi thì đặc trưng của dòng sấm sét thì như anh em mình đã biết là nó sẽ chạy máy caliber là 431, tức là dòng máy 36.000 dao động ha. Bởi vì mình sẽ thấy cái kim nó chạy rất là mượt nè. Con này là được mặt rin, cọc số là cọc số đúc nổi 3D ha. Bởi vì nhìn nó rất là đẹp. Dây khóa rin luôn. Thì con này có giá là 18 triệu. Con này có giá là 18 triệu. Rồi, anh chị em mình nhìn lại một lần nữa ha. Ba chiếc đồng hồ Longines automatic đến từ Thụy Sĩ, đều có đính sòn hết. Một con là The Mi. Thì thường á, The Mi là tức là niền đúc bốn tay đúc hoặc bốn tay cạp thì nó sẽ là có giá hơn là bọc vàng toàn thân. Tại vì bọc vàng toàn thân thì xài một thời gian thì nó dễ bị mòn ha. Nhưng mà cũng là xài cũng khoảng là 40-50 năm nếu tùy vào cái điều kiện mình bảo quản nha anh em. Giống như mấy con này là 50-60 năm rồi mà nó vẫn còn rất là đẹp ha. Thì con The Mi mặt vàng này được cái có cái khóa rin giá 18.500. Còn con mặt quyết này là con đô đốc 5 sao bọc vàng toàn thân 10k. Vỏ cũng còn rất là đẹp. Giá của nó cũng là 18 năm. Con sấm sét này thì mặt nguyên rin, cọc số đúc size 35, dây rin luôn. Con sấm sét thì giá 18. Rồi anh em mình, anh chị em mình nếu mà yêu thích hoặc quan tâm chiếc đồng hồ nào thì có thể liên hệ với lại chợ đồng hồ và phụ kiện LV với số hotline là 077 4 con số 7 079. Thì số này cũng là số Zalo luôn, hoặc là 4 lần 07 22. Xin cảm ơn các anh chị em mình đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.